nhân dịp Tết của truyền nhân dân 2022 cũng trong chiều nay, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu. Đến dự có ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung trình Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Năm 2021, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ chung tay đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thành phố đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu, từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội để đạt được những thành công đó có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ nhân dịp xuân nhâm dần bí thư thành ủy đà nẵng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cơ quan báo chí văn nghệ sĩ và trí thức tại địa phương mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố tích cực sáng tạo nhiều công trình có giá trị chủ động tư vấn phản biện các chủ trương chính sách tạo cơ sở khoa học để phục vụ việc phát triển của thành phố Đại diện các cơ quan báo chí văn nghệ sĩ trí thức bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đến công tác báo chí, sáng tác nghệ thuật và nghiên cứu khoa học. Đồng thời hy vọng năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục có thêm những diễn đàn trao đổi, học thuật tạo điều kiện để các phóng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.